Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình thấy gì đây và chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game là Roblox. Nhưng hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game mang tên là Pet Simulator. Chúng ta sẽ đi nuôi những con pet và đi thu thập vàng, sau đó đi mua trứng, xong rồi mua mũ thứ và cày nó lên level. Thì mình vừa vào và mình vừa join cái group ở đây. Mình vừa join cái group Big Game, hai cái group Big Game này, và mình nhận được một con pet có cái khăn cuốn đầu trên, khá là hay. Cũng như bạn này, có một bạn đã cho mình chơi. Có một số bạn đã chơi cùng mình đây. Bạn Trung Gogo đến từ bên Steven Vampire này, Thái Bình 218 bạn này, bạn mới này. Bạn Doctor này, Doctor thì bạn này đến từ Swam, B-Swam Ken siêu phẩm thì không biết. Ok, hello anh em. Và mình đang lọc các một số bạn bè ra nhá, để mình có thể kết bạn thêm với những người hay chơi. Được rồi, thì mình được tặng một số con pet. Mình được bạn Trung kia cho một số pet, con Gold Steel và một con này là một con Gold Polar Bear, một con gấu vàng, đúng không? Rồi, chúng ta hãy cho con pet ra nhá. Mình sẽ cho nó kiểu gì đây? Đây. Take out cho ra không? Đấy, rồi, mình sẽ cho con tên này ra luôn. Con này á, hình như tối đa mình đang cho được 3 con ra thì phải. Đúng không nhỉ? Thử xem nào. Push back. Không, mình đang ấy với cái con này luôn nhá. Con này sẽ cho ra luôn này. Trader làm gì? Mình đang có 3 con anh em ạ. Đấy, cho có 3 con này. Món kiểu con cừu vàng và một con gấu vàng kìa. Và một con pet thường. Chúng ta sẽ đi lấy vàng thôi anh em ơi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ lấy vàng ở đây. Có phải ấn vào đây đúng không? Khá là khó nhìn. Ui, lấy vàng nhanh vãi. Ngon, chúng ta đang có vàng chỗ này là 327 coin này. Cái này cày vàng khá là nhanh. Đấy. Nhiều vàng phết đấy. Chúng ta lấy những cái cục vàng to ấy, anh em ạ. Đây mình sẽ đi ra đây. Mấy con pet khá nhìn khá là hay ta. Và 25.000 coin để chúng ta sẽ mở cái khu vực kia. Đây mình sẽ lấy hết chỗ vàng đây nha. Wow, hơn 1.000 vàng. Tại vì mình có hai con pet level cao nên nó cày khá nhanh. Dark Master. Ok, chúng ta sẽ đi sang bên đây luôn. Cày nhanh phết nhờ, cày nhanh phết nhỉ. Chơi khá vui. Nếu mà không có hai con pet này chắc là mình cày đến mùa quýt ấy. Mọt gông mới lên được. Không sao. Anh tự cày. Em ơi, mình lúc ấy bạn kia cho mình một con level cao quá nhưng mà mình không thích lắm. Mình đã chơi lại, mình đã gọi là đưa lại cho bạn đó. Tại vì mình muốn tự cày thì nó nhanh hơn, thì nó thích hơn, vui hơn. Ok, chúng ta không có cục vàng nào nhiều nhỉ. Đây. Chúng ta xong thu hoạch vàng xong mình sẽ vào trong cái kia để mình có thể mua được. Ok, chúng ta sẽ đi vào đây luôn. Ở đây sẽ có là 275 này. 275 nó sẽ ra những con basic, có thể ra được cả ray các thứ này. Trong này có gì đấy? Có cả ray này. Ở đây có gì? Có gấu này. 12.000 à? Cái chỗ này hơi nhiều tiền quá này, mình sẽ mua cái này này, 2.500 đi. Thử xem nó ra được cái trứng gì nha. Ấn vào đây. Cái ấn kiểu gì? Ấn e, đúng rồi. 2.500 coin để mua cái này anh em ạ. Cho có một quả trứng đầu tiên. Lắc trứng ra. Một con chuột anh em ạ. Wow, con chuột này. Thử mua xem cái nữa xem. Tiếp tục lắc ra, chúng ta có con gọi là White Dogs. White Dogs. Cho còn có 750 mấy coin rồi, chắc không đủ rồi. Bên này sẽ là mũ anh em ạ, 30.000 vàng. Cái này là coin đúng không? Có thể mua được những cái đồ ở đây, 300.000 coin. Xong có chữ fan thành e gì là sao ta? Không hiểu lắm. Nào, mình sẽ đi lấy thêm vàng. Ở đây thì chúng ta có thể nâng cấp level cho bọn này lên được. Đấy, con này level 18 này, độ hiếm là nửa sao à? Con này sao? Con này cũng thế. Mình cho này vào lại nha. Đấy, mình sẽ cho cái con chuột mình ra. Con chuột đây. Đấy, ok. Pet của mình có pet rồi đây. 25.000 coin thì chúng ta mới mở được cái khu vực kia anh em ạ. 400.000 coin. Ở đây có ít cục vàng to thế nhỉ? To cục vàng nhỏ thôi. Đó. Cày cũng nhanh thôi mà. Cày khoảng mấy trăm vàng trong một phát. Rồi,
cái trò này còn được tặng có thể là kiểu trao đổi pet với nhau ấy, nên khá là dễ thôi, nó không quá khó so với những cái tựa game kia. Đấy, mà bọn này còn lên level chứ, bọn này còn lên level ở đây này, cuối con này còn lên level sao này? Make gold. Chúng ta sẽ đưa các loại mũ của mình. Đây là cái phần mua bán đồ đây. Vấn đề là chúng ta có thể là tăng cấp được không nhỉ? Tăng cấp cho nó được không ta? 2500. Những cục vàng to ấy thì nó sẽ nhiều vàng hơn. Nhưng cái này thì cũng nhanh. Những cái đồng vàng to này cũng nhanh này anh em này. Từ từ sẽ đủ kiếm đủ tiền để sang khu vực kia nhá. Rồi, chúng ta sẽ hơi lâu một chút, được 4.000 vàng rồi anh em ạ. Đủ 25.000 là mình sẽ sang được cái khu vực mới kia. Đấy, 4.000 mấy rồi. Lên level kìa, hình như có một con lên level thì phải. Make rainbow là tạo cái gì đây? Thử tạo cái này xem. Make gold này. Cho cần cái gì đó, cần cái honey hay cái gì đó. Mình sẽ đây đây đây. Pushback, make gold. Combine 10 con giống nhau. À, để tạo ra một con vàng à? Đúng là như vậy. Nâng cấp ở đâu nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ đi lấy thêm vàng để cày lên được đủ đủ tiền. 25.000 vàng là chúng ta sẽ mở qua được cái khu vực mới. Bên kia sẽ có nhiều vàng hơn đấy. Phải ấn đúng và chính xác à? Nhân 2. Đấy, đấy. Mình sẽ nhặt hết tất cả cục vàng to nha. Wow, cục vàng lớn kìa. Ui, cái hòm kho báu anh em ơi. Không đủ tiền. Ui, ngon. Chúng ta sẽ được rất nhiều tiền. Mấy ngàn đấy. Cái cửa này nhìn nó sáng quá, cho không nhìn, không thể nhìn rõ luôn đấy. Nó đang là mùa đông à, đúng nên nó như thế này đúng không? Hình như cái lượng vàng mình đang đầy quá đúng không? Đâu đâu, không phải, nó bị lag anh em ạ. Ngon. Hình như trong này nó sẽ update cho ra một cái khu vực mới, mình cứ ấy đã. Mình cứ kiếm đủ tiền để qua khu vực kia đã. Đấy, 3 pes. Bọn này lên cả kinh nghiệm mà. Không biết là lên cấp chưa nữa. Đây. Vẫn là level 18 nha. Đó, level của nó đây này. Và mình có thể đặt tên cho nó. Tiếp sẽ là tên từng con một. Qua cửa tuyết. Đi đường nào với em? Đi đường nào để ra cửa tuyết? Chúng ta sẽ lấy cái này luôn. Từ từ từ, mình sẽ lấy cái vàng này luôn này. Từ đã. Đây đây, chỗ đầu tiên đây. Chỗ đầu tiên mình có thể qua cửa tiết đúng không? Từ từ mình có thể vào đây để có thể lấy cái hòm không? Cái này chỉ là trang trí anh em ạ. Ok ok ok. Mình đang ở ngay chỗ đầu tiên đây à? Bạn Trung Ngô đâu nhỉ? Để đi đường nào để có thể ra được cái khu vực kia. Đây đây đây, đây đúng không? Đi đi đi, bạn này vừa cho mình đây. Khá là giàu ta. Mới có thể sang được khu vực cửa tuyết à. Nào, đi vào đây luôn. Đó, chúng ta sẽ sang được. À, ok. Chỗ này có gì không? Có nhiều tiền không vậy? Thử xem. Ui, đây đồng tiền này. Wow, có vẻ đồng tiền này có vẻ giá trị 300.000 á. Bao giờ mới đủ đây? Cái phải ấn đúng vào cái điểm này anh em ạ. Ồ, không đủ rồi. Cái này lâu lắm. Nhìn anh em ơi. Đâu đâu, cái xe ông già Noel đâu? Đây 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 đúng không? Chỗ này anh chưa chơi được. Chưa vào được anh em, cái chỗ này nó level cao quá. Ông già Noel à, xe ông già Noel này. Wow, đẹp phết nhờ, xe ông già Noel này. Chưa đánh được, chưa thu hoạch được cái này, chưa thu hoạch được cái vàng nha. Chưa, cái này chưa thu hoạch được nên không thể vào được.
Rồi chắc mình sẽ quay trở lại với cái khu cũ đi. Vì chữ này mình sẽ quay lại khu cũ đi. Đâu nhỉ? Quay trở về khu cũ kiểu gì đây? À đây có cánh cửa đây. Chắc chắn là bên này mình sẽ chưa chơi được rồi. Mình sẽ về khu cũ thôi. Đấy, khu nhà cũ mình nhìn cho nó tốt hơn không? Mình sẽ thu hoạch đây để đủ 25.000 coin để sang được cái khu vực mới nhá. Mấy bạn kia level cao rồi thì không nói, mình level hơi thấp. Đi nào, đi nào. Đấy, những đồng tiền vàng to này thì có trong này có rất là nhiều tiền luôn. Ấn chuẩn xác là được thôi. Đấy, nhanh mà. Kiếm đủ 25.000 coin là được. 11.000 coin rồi. Bên này 22.000 coin rồi. Để kiếm được cái hòm vàng to này nhờ. Bây giờ ta kiếm được cái hòm vàng to như lúc nãy ấy. Nó cho đến hàng nghìn coin ấy. Cái đấy mới sướng. Thôi rồi, chơi cái này cũng được. 35 cũng khá nhanh thôi. Chúng ta sẽ có hai con pet vàng nên nó thu hoạch rất là nhanh. Trời. Nhân vàng rất là ngon. Trồng vàng anh ơi, các kia nhân trồng vàng to kìa. Có mình chỗ này luôn kìa. Không ai level thấp như mình đâu. Cái này luôn. 150. Đấy, ấn đúng vào cái điểm ấy thì nó sẽ nhanh. Mình đã được khoảng 14.000 rồi, sắp đủ rồi anh em. Tiếp vào kia mua cái mũ nhỉ. Ok, chúng ta sẽ lấy vàng luôn. Đó, 15.000. Bên kia sẽ có một chồng vàng em ơi. Sang bên kia luôn. Chăm chỉ thu hoạch thôi, là kiểu gì sẽ đủ rồi. Đây, bên này sẽ lấy vàng. Sang lấy vàng luôn. Chúng ta sẽ có 150 này, 96. 1.000 vàng luôn anh em ạ. Yes. 1.000 vàng một cái đấy. Ngon vãi. Không có một hầm hờ, cũng không có cái nhỉ, không có cái gọi là cái dương vàng nhỉ. Dương vàng thì ngọt. Đây sẽ là một chồng vàng tiếp theo. Đây ra đây, hình như bên kia sẽ là cái sự kiện mới thì phải, đúng không? Đấy, XP nhân 6 này. Mình sẽ sang bên này, không có mỏ vàng. 19.000 rồi, còn thiếu khoảng 6.000 thôi là chúng ta sẽ mở được cái cánh cửa ở kia. Bên kia chắc sẽ nhiều vàng hơn đấy. Ấn vào đây, ấn vào đây, tốt. Ấn đúng chính xác vào cái điểm này này là ok. Đấy, hầm mỏ ấy ấy. Cái này là ngon đấy. Đây, đây, đây. Chúng ta sẽ có một cái dương vàng nhá. Dương vàng nó hơi lâu một chút. Ấn vào đây, đấy, dương vàng này thấy chưa. Nhưng vẫn nhanh hơn so với cái khu vực bên sự kiện của ông già Noel. Ấn vào đây này, ấn chính xác vào cái điểm này này anh em. Đấy, thì nó sẽ nhanh hơn. Thật ra có cần ấn vào điểm không nhỉ? Vẫn phải ấn đấy. Ô, mình không nhìn thấy điểm nó bên này ạ. Nó bị lấp bên này xong. Đâu nhỉ? Đây, đây, đây. Tại vì cái cửa là cửa tuyết mà. Nhìn nó rất là khó nhìn luôn. 270. Ờ, sao bị giảm xuống vậy? Sắp đủ rồi, sắp đủ rồi, sắp đủ rồi. Rồi, 54.000 luôn. Yes, hay lắm. Chúng ta đã có nhiều vàng rồi. Mở cái cửa tiếp theo thôi. Sang đây, sang đây, sang đây. 25.000 coin. Và chúng ta sẽ mở cái cửa này nha. Rồi, chúng ta sẽ mở cái cửa này ra. Đấy, nó sẽ mở rộng cái cửa này ra cho chúng ta. Cực kỳ rộng. Bên này sẽ có những cái đồng tiền kiểu khác. Đấy, đồng tiền này được tính thành đô. Nó giống cái đồng tiền bên kia đúng không? Nhưng mà vẫn nhanh hơn rất nhiều so với 320 mấy thôi. Đồng tiền nó hơi bé. Kiếm đồng tiền to anh em ạ. Bên kia nó sẽ là 400.000 coin á. What? Bao giờ thì chúng ta mới có thể ấy được? Mình sẽ anh tự cày chút. Đó, rồi. Một chồng tiền kìa anh em. Đi nào, đi nào. Chúng ta sẽ đến cái chồng tiền kia và chúng ta đây một chồng tiền này luôn, lấy luôn. Ô, cái chồng tiền này lâu phết nhờ, nó phải ngang với cái dương kho báu bên kia. Ở đây luôn. 1.000 bao nhiêu ở đây, sắp đủ chưa ta? 600 rồi. Còn sắp hết rồi, sắp đủ rồi. Cái này chắc phải vài nghìn mất. Vài chục nghìn ấy, chứ không phải vài nghìn. Tầm khoảng 7.000 thôi.
nó vẫn bé hơn so với cái dương kho báu anh em ạ. Tiếp về sẽ đi mở thêm pet nha anh em. Hiện tại pet level mấy rồi? Mấy con pet có lên level không ta? Đấy, nó cũng có lên level nhưng mà lên level chậm, lên level chậm hơn. Make rainbow nâng cấp kiểu gì nhỉ? Trading là cái này để nâng cấp này, cái này để trao đổi này. Kia trồng tiền, trồng tiền, trồng tiền anh em ơi. Có cái dương kho báu thì ngon. Đây 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 đây. Xem này luôn. Hộp tiền thôi. Cái này tầm khoảng 7-8 nghìn thôi, nó không quá nhiều đâu. Bây giờ tiền thì mình cũng không thể nào mà mình sẽ cố gắng tiết kiệm tiền để mở những cái con pet ở phía sau xem con nào xịn hơn không nha. Ấn vào đây, ấn vào đây, ấn vào đây luôn. Bạn có mấy con nhìn chỗ vẻ ngon phết nhờ. Mấy con có sừng giết gì này. Bóng tối à. Rồi, cho được 6.000 tiền và đang có 45.000 tiền đây. Hình như 50.000 tiền là ta sẽ mở được một cái gì đấy đúng không? À đây, cái dương xịn đấy rồi, dương xịn đấy rồi anh em. Wow, dương này bao giờ thì mới xong đây? What? Có nhé. Bây giờ mình tập trung mình chơi cái này đã, mình không nhìn thấy cái điểm đâu cả. Đây đây, điểm đây, điểm đây, điểm đây rồi. Bạn này ấn vào thì nó rất là nhanh. Nhưng mà phải chia tiền thì phải đúng không? Ui, nó không nhanh lắm đâu. Đây, ấn hết vào đây luôn. 5 giờ chắc mình sẽ đăng cái video này lên rồi. Đâu rồi, cái điểm đó rồi. Ui, cái này ấn lâu thế cả. Bao giờ mới lên, mới đủ đây. Hòm này mắc lâu luôn. Siêu siêu lâu, nhưng mà chắc chắn nó sẽ rất là nhiều tiền nha anh em. Đảm bảo sẽ nhiều tiền. Cái này chưa được 30% nữa. Bạn này cũng đang ấn đúng không? Cái này chắc phải đến vài trăm nghìn mất. Mình sẽ lấy xong cái này là mình mua cái mấy con pet, mấy quả trứng con pet nha. Và hy vọng nó sẽ nở ra những con đẹp cho chúng ta. Nào, cứ ấn đi đã. Cái ấn bao giờ mới đủ đây? Kinh khủng thật. Bây giờ phải có mấy bạn level cao cơ, đây ấn mới được cơ. Ba người đang túm tụm lại một cái hòm như thế này. Ô, 48.000. Wow, 48k. 48k. Về, bây giờ sẽ đi về mua trứng. Ở đây có cái hòm nữa này. Ô, chưa kịp nhặt tiền luôn. Bạn này ấn nhanh quá. Mình còn chưa kịp nhặt tiền luôn. Bó tay. Nào, bây giờ mình sẽ về và đi mua con pet gì đó nha. Ở kia có mấy chồng tiền nhỉ. Mấy chồng tiền này cũng khá là giá trị. Cái này cũng khá nhiều tiền này. Cái hòm nhỏ này cũng khá nhiều tiền. Nên mình sẽ mở cái hòm nhỏ ấy trước. Nó chắc tầm khoảng chục ca. Có lẽ vậy không. Theo mình nghĩ cái hòm này nó sẽ bé hơn và ít tiền hơn. Tầm bao nhiêu ca đây? 5.000. Oh yes, cũng khá được đấy. Đúng không? Có hai chồng tiền lớn ở đây. Cái này còn lâu hơn cái kia cơ. Cái này có 1.000 thôi anh em ạ. Donate me a best Christmas. Có cả người nước ngoài này. Betty, Telly, chẳng mới chơi. Rồi chúng ta sẽ xuống vào đây luôn. Buy coin, cái này mua coin à. Mình sẽ đi mua trứng anh em ạ. Anh em thích mua trứng gì nào? Trứng time 1, time 2. 12.000, 46.000, 175.000. Ray Basic. Có cả Ray, 450.000. Chúng ta sẽ đi mua cái này luôn. 46.000. Rồi, một quả trứng thời gian à. What? Kaula, level 64. Ngon. Nhưng mà hơi tốn tiền ta. Mình mua thêm một quả đã đi nhỉ. Hay mình mua thêm cái mũ ta. Mua đây có mũ 30.000 này. Mình mua một cái mũ 30.000 với một quả trứng là đẹp. Không cần mua quá nhiều đâu. Đấy. Một hộp quà Giáng sinh và chúng ta sẽ mở ra. Một cái nồi đùa. Đây, mũ đây. Equip luôn. Chúng ta đeo cho con nào đây? Đeo cho con này nha, 197 nha. Sure, rồi, đã xong. Con pet nào sẽ có cái nón ta? Đây đây, con này nó sẽ có cái nồi ở trên đầu.
và mình sẽ cho cái con pet mới của chúng ta ra. Bỏ này pet này đi. Ấn vào nó một phát, push back cho quay trở lại và cho con level 64 ra. Cho con này take out ra. Đấy, nó sẽ thu hoạch nhanh hơn một chút. Khá là hay. Ok, thì chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Roblox Pet Simulator. Bye bye.